Hello, xin chào tất cả các bạn. Dạo gần đây thời tiết thì hay mưa đó các bạn, cho nên là hôm nay mình quyết định mình chia sẻ đến với các bạn một món ăn vừa ngon, vừa đơn giản, dễ thực hiện nhưng rất là quen thuộc, gần gũi với mỗi bữa cơm gia đình. Đó là món cá chốt kho tiêu, cũng có thể gọi là cá chốt kho tộ. Và để làm được món ăn này thật là ngon và đẹp mắt cũng như là loại bỏ cái mùi tanh rồi nhớt ở trong cá chốt thì hôm nay mình chia sẻ trong video này luôn. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích cũng như là quan tâm, hài lòng với món ăn này thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Thì hôm nay mình có chuẩn bị ở đây là 500g cá chốt, tỏi băm, khoảng một muỗng canh, ớt hiểm, hành lá. Nếu mà các bạn không ăn cay được thì các bạn thay thế ớt sừng. Và đối với món này các bạn thì mình sẽ kết hợp thêm với nước màu. Và lúc nào mình cũng chuẩn bị sẵn một hũ nước màu như thế này để mình kho cá, kho thịt. Các bạn có thể là xem lại cái cách thắng nước màu đẹp ở những video trước của mình. Các bạn đăng ký kênh miễn phí rồi các bạn vào các bạn xem lại, hoặc là mình sẽ ghim lại ở phần chú thích mô tả các bạn xem cách thắng nước màu nha. Rồi các bạn cho đây một muỗng muối. Rồi mình cho giấm vào đây. Mình cho đây 3 muỗng canh giấm. Bây giờ mình nhấm chừng. Rồi vắt vào đây một quả chanh. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho cá chốt vào đây các bạn ngâm. Ngâm 5 phút nha các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ rửa sạch lại với 2-3 lần nước thì cá sẽ khử được mùi tanh cũng như là sạch nhớt. Rồi sau khoảng thời gian 5 phút, bây giờ mình quay gần cho các bạn xem. Đó, với hỗn hợp chanh, muối và giấm như thế này các bạn ngâm 5 phút thôi thì nhớt nó sẽ ra nè. Đó. Mình không cần mất thời gian mình cạo gì hết đó các bạn. Rất là sạch luôn. Bây giờ mình rửa sạch lại với 1-2 lần nước nữa là được ha. Bây giờ mình ướp gia vị, mình cho đây một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê tỏi băm, cho đây một chút xíu tiêu. Bây giờ các bạn sẽ ướp trong khoảng thời gian là 15 phút. Và hôm nay mình sẽ kho với dừa tươi. Đó, mình vừa mới chặt xong nè các bạn. Một chút nữa mình sẽ lấy khoảng là 120ml nước dừa tươi. Mình sẽ kho bằng nồi đất. Đây là nồi đất của mẹ mình nè các bạn. Để mình kho cho đúng điệu nha. Rồi và mình kho với tóp mỡ. Rồi cho tỏi băm vào các bạn phi thơm. Hôm nay là mình kho đúng chuẩn là cái cách kho cá mà gia đình của mình vẫn thường hay ăn. Không biết là có gia đình bạn nào kho giống như thế này không, hay là các bạn có cái cách kho nào khác thì các bạn chia sẻ đến với mình. Rồi tỏi đã thơm và vàng, các bạn cho cá vào. Bây giờ các bạn sẽ đảo đều cho cá săn. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị. Về phần nêm nếm gia vị thì các bạn có thể là nêm nếm sao cho phù hợp với khẩu vị ăn gia đình các bạn là được. Bởi vì ngay cả gia đình của mình thì khi mà nhà có quá nhiều thành viên, mỗi người sẽ yêu thích một cái khẩu vị khác nhau. Có người thì thích mặn, có người thích ngọt, có người thích nhạt vân vân. Vì vậy cho nên là các bạn hãy nêm nếm sao cho phù hợp với khẩu vị ăn gia đình các bạn là được nha. Ở đây thì mình chỉ là chia sẻ cái cách kho cá như thế nào cho thật là ngon và đẹp mắt thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây đường. Mình cho đây 2 muỗng canh đường. Mình kho dạng kéo chỉ đó các bạn, cho nên là mình sẽ cho hơi nhiều đường. Và mình kho theo cái khẩu vị của người miền Nam thì sẽ hơi ngọt. Nếu mà các bạn là ở miền Trung hoặc là miền Bắc thì các bạn sẽ gia giảm đây nha. Và 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Hôm nay mình kho cái món cá kho của mình sẽ có cái vị là ngọt ngọt mặn mặn. Rồi ở đây mình dùng nước mắm 36 độ đạm. Rồi bây giờ mình sẽ cho ở đây là 4 muỗng canh nước mắm. Rồi bây giờ mình cho nước dừa tươi vào đây. Và trước khi cho nước dừa tươi vào thì các bạn sẽ tăng lên mức lửa lớn vừa, 120ml nước dừa tươi. Mình kho bằng nồi đất đó các bạn, cho nên là mình sẽ không đảo bằng đũa để tránh cho cá bị nát, mình chỉ lắc chảo. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cho nước màu vào đây. Nếu mà các bạn thích màu đậm hơn thì các bạn sẽ tăng cái lượng nước màu lên. Ở đây mình chỉ cho nửa muỗng canh nước màu. Rồi mình cho ớt vào luôn. Đây các bạn ơi, đây là món cá chốt kho tiêu của mình. Mình đã để lại mức lửa nhỏ để mình kho liu riu. Cũng như là lò đất thì giữ nhiệt rất là lâu, cho nên là khi mà mình thấy gần cạn thì mình nên tắt bếp, mình trừ hao, để tránh cho món cá của mình dễ bị cháy khét nha các bạn.
Rồi bây giờ các bạn tắt bếp và các bạn cho đây 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Nếu mà các bạn không thích ăn bột ngọt hoặc là dị ứng với bột ngọt thì các bạn không cần cho vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho tiêu vào. Đối với món này thì mình sẽ cho hơi nhiều tiêu nha. Rồi nếu các bạn thích ăn với hành thì các bạn sẽ cho thêm hành lá nè. Rồi hôm nay mình đã chia sẻ đối với các bạn món cá chốt kho tiêu, cũng có thể gọi là cá chốt kho tộ. Nếu mà món này mà mình ăn thêm với một tô canh chua nữa thì phải nói là rất là tuyệt vời và hoàn hảo luôn. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã hoàn thành xong món cá chốt kho tiêu thật là ngon và đẹp mắt như thế này, rất là hao cơm luôn nha. Thường thì gia đình của mình là sẽ kho kẹo như thế này. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món ăn của mình ngày hôm nay thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là like và chia sẻ cho thật nhiều người để biết thêm một món ăn thật là ngon và gần gũi với mỗi bữa cơm gia đình như thế này nha các bạn. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết món ăn của mình ngày hôm nay. Chúc các bạn thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại. Bye bye.